Bạn trên tay mình là chiếc Meizu M3 Note, một những sản phẩm tầm trung có thiết kế khá là đẹp mắt. Thì hôm nay mình sẽ chơi một tựa game đó là Alpha 8 trên chiếc điện thoại này. Liệu thì nó có khả năng đáp ứng được cái đồ họa của game không? Thì đối với dòng chip MediaTek Helio B10 này thì có thể là chơi được tất cả các loại game. Tuy nhiên thì chỉ có thể là ở cái mức đồ họa là trung bình hoặc là thấp. Vì cái vi xử lý đồ họa của nó thuộc dòng Mali thì Mali không thể nào bằng với vi xử lý đồ họa Arduino của chip Qualcomm Snapdragon được. Thì mình sẽ vào Alpha 8. Tốc độ vào game, load game nó tương tự với những chiếc Xiaomi Redmi Note 4 hay Note 3 Pro. Nhưng mà khi mà mình trải nghiệm game thì nó không có cái sự mượt mà về đồ họa. Mình đã vào game. Đây đồ họa thì sẽ ở mức low, là medium, low là khá là lắc rồi, medium này cũng lắc hơn rất nhiều. Mình sẽ đua thử một vòng với các bạn. Nếu các bạn trên pha 8 trên dòng chip này nên chỉ nên để mức đồ họa là low thôi, hoặc là medium nó sẽ lắc hơn một chút. Okay, rồi mình sẽ đua một ván cho các bạn xem thiết bị này nó sẽ chơi như thế nào, có độ lắc có phù hợp hay không đối với những các bạn đang có nhu cầu mua chiếc điện thoại này và cũng đang có nhu cầu chơi Alpha 8. Ở cái mức đồ họa lâu thì game khá là mượt. Như là hiện tượng lắc là không có. Nghĩ là mức đồ họa này đã chấp nhận được rồi, các bạn có thể chơi được tốt ở mức đồ họa này. Khá là mượt, dường như là không có hiện tượng lắc nữa.
Ok. Vậy là mình đã hoàn thành một màn chơi Alpha 8 với chiếc Neo Geo M3 Note ở mức đồ họa là loud, thấp. Thì máy đáp ứng khá tốt nhu cầu chơi game của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video clip. Trong phần video sau thì mình sẽ chơi game ở mức đồ họa là medium. Mình sẽ chỉnh medium.